Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bé Ba sẽ cùng các bạn chơi trò chơi dán hình trang phục cho công chúa. Và đây là quyển số 5, Công chúa Hiền Thục. Thì ở quyển này bé Bí Bo đã có dịp giới thiệu với các bạn ở những video clip trước. Nếu bạn nào chưa xem hãy vào kênh bé Bí Bo để xem lại nha. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ bé Bí Bo nữa nhé. Hôm nay chúng ta sẽ kiếm 4 bộ trang phục cho 4 cô công chúa xinh đẹp này. Đây là 4 cô công chúa xinh đẹp hôm nay và chúng ta sẽ bắt đầu kiếm bộ trang phục đầu tiên cho cô công chúa thứ nhất nha. Một công chúa với mái tóc búi cao và tay một tay đưa lên và một tay dang ngang. Mình sẽ kiếm một bộ trang phục có cái cánh tay đang đưa giống như vậy nha. Thế và sẽ cùng các bạn tìm một tay đưa lên và một tay dang ngang. Các bạn nhớ tìm phụ baby ball này nha. Một tay đưa lên cao và một tay dang ngang. Baby ball đã thấy rồi, đây là bộ trang phục này. Bây giờ bé ball sẽ lấy bộ trang phục này ra và mặc thử cho cô công chúa đầu tiên của chúng ta nha. Một bộ trang phục màu tím. Đây, một tay đưa lên và một tay dang ngang. Đây là bộ trang phục cho cô công chúa đầu tiên. Một tay đưa lên cao và một tay dang ngang. Tiếp theo là cô công chúa thứ hai với mái tóc màu đen đang xõa và có búi nhẹ phía trên rất là đẹp. Mình sẽ cùng tìm một bộ trang phục thích hợp nha. Một tay đưa lên cầm và một tay để sau lưng. Các bạn nhớ để ý phần trang phục nha. Phần này có cái tay tùy thuộc vào mỗi bộ trang phục đó. Một tay đưa lên trên, tay phải đưa lên trên và một tay để sau lưng. Bộ này cũng được, mình sẽ mặc thử bộ này nha. Để biết và xem còn bộ nào nữa không nha. Bộ đầm màu hồng. Mình sẽ thử bộ đầm màu hồng này nha các bạn. Bộ đầm kia bé Ba sẽ để dành cho những cô công chúa lớn hơn. Nên mình sẽ thử một bộ đầm màu hồng. Đây. Vậy là xong một bộ trang phục cho cô công chúa thứ hai. Tiếp theo sẽ là một cô công chúa thứ ba, có những cái bím tóc như thế này và mái tóc màu nâu đen, hai tay đang để phía trước bụng. Mình sẽ kiếm một bộ trang phục có hai bàn tay xinh đẹp đang để trước bụng. Bộ này một bộ màu hồng nữa, bé và sẽ kiếm thử cho có bộ màu khác không nha. Tay để phía trước bụng, một bộ đầm màu tím. Đây, để Bí Bo sẽ thử bộ này nha. Một bộ đầm màu tím và màu vàng. Có thời gian các bạn cắt phần cổ này ra. Baby ball quên cái kéo mất rồi. Bộ màu tím hơi nhỏ nên baby ball sẽ chọn lại bộ màu hồng lúc nãy nha. Xíu luôn nhưng mà bé không thấy bộ nào to hơn nữa, mình tự kiếm cho bộ khác không nha. Đầm hồng này bé và sẽ trả về vị trí cũ và kiếm một bộ khác lớn hơn một chút xíu.
Bộ này thì sao các bạn? Các bạn thử bộ này nha. Cho bạn mặt kem. Mặt vàng và mặt kem. Bộ này vừa nè các bạn ơi, và rất là đẹp luôn. Tiếp theo sẽ là cô công chúa cuối cùng, một cô công chúa đang mặc trang phục phía trong màu tím và một cánh tay đưa ngang, một cánh tay giấu sau lưng, cánh tay bên phải của cô công chúa đưa ngang. Bộ này không, không giấu sau lưng, đây màu tím luôn. Tay đưa ngang và một tay giấu sau lưng. Hôm nay chúng ta có hai bộ trang phục màu tím. Quá đẹp. Tên tên. Vậy là Baby Bird đã cùng các bạn tìm được 4 bộ trang phục xinh đẹp cho 4 cô công chúa ngày hôm nay rồi. Và video clip đến đây là hết. Nếu bạn nào thích, hãy nhấn like và chia sẻ video này nhé. Đăng ký kênh Baby Bird để đón xem nhiều video khác nữa nha. Xin chào tạm biệt các bạn.